Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người. Anh Huy và Trần Đỉnh xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Các bạn thân mến, trong tuần vừa rồi chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều thư từ các thính giả gửi về. Có một bức thư kể về một chuyện tình rất là đẹp và chúng tôi phải nhanh chóng chia sẻ tâm sự của bạn thính giả này cho các bạn. Và sẵn đây chúng tôi nói luôn là nếu có vị thính giả nào đang thấy đời sống hôn nhân của mình có chút gì đó khó khăn, hay là bạn trẻ nào đang muốn tiến đến đời sống hôn nhân thì hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn thính giả này nhé. Bạn ấy chia sẻ thế này: sau này nhìn lại tôi mới thấy Chúa đã chơi đẹp, đã lo cho tôi. Chứ lúc giông tố cuộc đời xảy ra, tôi đã nghĩ Chúa đã bỏ rơi tôi rồi. Tôi có mối tình rất là lãng mạn. Hai người vượt nhiều thử thách để được yêu nhau. Cha mẹ tôi và anh chị em quây quần. Nói tóm lại là hạnh phúc. Khi học xong, trong lúc chờ xin việc, tôi đi linh thao một tháng. Đó là một tháng sâu lắng, êm đềm với Chúa. Cuối đợt linh thao ấy, tôi nghe một lời cảnh báo nội tâm rất rõ. Đến nỗi tôi đã ngạc nhiên và phải chia sẻ với cha dòng tên cùng cả nhóm đi linh thao khi ấy rằng: con sắp phải chịu đau khổ lớn. Tôi nghĩ hoài không ra, gian khổ trong đời ư? Lớn lên trong gia đình nghèo khó, tôi không có sợ gian khổ, bệnh tật hay cái chết ư? Cha mẹ sẽ qua đời và về với Chúa ư? Tôi sẽ buồn nhưng tôi hiểu đó là quy luật thường hằng của cuộc đời. Chắc đó sẽ không phải là đau khổ lớn đối với tôi. Vài tháng sau, tôi vẫn không hiểu tại sao Chúa cảnh báo tôi như vậy. Thì đùng một cái, mối tình đẹp của tôi, mối tình mà tôi ôm ấp không thể đi xa hơn. Chúng tôi phải chia tay nhau dù cả hai đã chiến đấu để có thể được ở bên nhau. Bấy giờ tôi chỉ thấy buồn, thấy đau. Tôi như bước đi trong cơn giông dưới bầu trời xám xịt. Tôi không oán trách Chúa, không oán trách đời, nhưng tôi thực sự không hiểu Chúa muốn gì trên cuộc đời mình. Tôi như người mất hồn, chỉ ráng gượng sống qua ngày mà thôi. Và bạn ấy tâm sự tiếp thế này: có những hôm ngồi trong xe buýt mà nước mắt cứ trào ra. Tôi chỉ giật mình nhận ra điều ấy khi nhìn thấy khuôn mặt thương cảm của một người trong xe dành cho tôi. Rồi tôi nhớ ra lời cảnh báo: đau khổ lớn. À, Chúa ơi, hóa ra là nó đây hả Chúa? Vâng, con biết Chúa thương con nên mới báo trước. Nhưng mà vết thương rất sâu, vẫn chảy máu và đau lắm. Không biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi lại trôi qua. Rồi bạn ấy thêm vào, dấu ba chấm rồi lại ba chấm. Cho đến một hôm xám ngoét giá lạnh, mặc áo quảng khăn co ro, nhưng trong tôi như có một sức sống mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên và nhủ thầm, mình phải ra khỏi kiểu sống như đã chết này. Nếu không, nó sẽ vùi mình chết thiệt. Một người bạn còn chọc cười tôi rằng, mấy bà mẹ khác cũng có con đẹp trai. Ủa là sao ta? Cũng có con đẹp trai, mấy bà mẹ khác. Là mấy bà mẹ cũng có mấy người con trai đẹp lắm. Nghĩa là trên thế gian này không thiếu, đúng không? Không thiếu. Những đứa trai đẹp. Chính xác là sẽ không việc gì mà phải theo đuổi một người quá nhiều như vậy. Và bạn ấy tiếp lời thế này: thế là tôi dán vết thương lại, cố gắng sống vui vẻ, tươi tắn. Rồi thật, tôi cũng tìm thấy có vài anh chàng đẹp trai, con của các bà mẹ khác. À, rút kinh nghiệm, tôi chọn đường lối trao đổi, nói chuyện thật sự, chứ không chỉ bay bổng lãng mạn nữa. Người được chọn hình như đã quen và hiểu tôi từ trước. Người ấy cũng thích nói chuyện thẳng thắn. Hai đứa chúng tôi cãi nhau suốt thôi. Hình như chúng tôi tranh cãi vì sợ rằng chặng đời sau không có còn dịp để mà cãi nhau nhiều như vậy. Rồi có một bữa nọ, chúng tôi cãi nhau to. To và gay gắt đến nỗi tôi phát chán lắm rồi. Tôi định tâm bước ra, một đi không bao giờ quay gặp lại anh. Trước khi cầm túi sách và áo khoác, tôi đứng im, nhắm mắt cầu nguyện thầm. Tôi còn nhớ rõ lời cầu nguyện của mình khi ấy: Chúa ơi, xin cho con biết đây có phải là người Chúa trao cho con không. Xin đừng biểu con phải lắng nghe ý Chúa, mà phải có dấu hiệu rõ ràng bằng lời cho con hiểu rõ, không sai nghe Chúa. Và ngay khi tôi mở mắt ra thì anh nắm lấy tay tôi rồi hỏi: em à, mình có thể cưới nhau không? Trời ơi, tôi chẳng thể thốt nên lời, chỉ nghẹn ngào gật đầu mà thôi. Không phải chỉ vì do xúc động bởi tình yêu đâu, mà các bạn à, vì lúc đó tôi biết rõ mình và Thiên Chúa vô hình vừa chạm được vào nhau. Không lâu sau, vị linh mục làm lễ cưới cho chúng tôi chính là cha dòng tên mà tôi đã chia sẻ về lời cảnh báo đau khổ lớn trước đó. Chúng tôi, hai thầy cãi của ngày xưa, giờ hiếm khi to tiếng với nhau lắm. Nhìn lại chặng đường cuộc đời mình, tôi thấy thiệt đúng với câu thánh vịnh:
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi và vui mừng cùng tôi. Xin cùng cầu nguyện cho nhau nhé. Chà, quả là một câu chuyện khá là thú vị á. Mình phải kiếm cái ông cha dòng tên làm lễ này để hỏi coi sao. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Cho tình tôi nguyên vẹn của Nguyễn Duy do tiếng hát Xuân Trường. Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rớt đỗi nhiệm mầu, để ngàn sao tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi như mùa xuân hoa nở rộn khung trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời, cho trọn kia không hề lắng vơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng vàng. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thấm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân thân nơi nhà trầu bén nhờ, rượu bánh đơn sơ trinh thịt mau Chúa để nuôi dưỡng. Tràn hòa khắp nơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng phai. Nhìn lại những chặng đường đời mình, người ta mới thấy tay Chúa dẫn đưa thế nào. Có lẽ người ta không thể chọn điều mình muốn, nhưng nhiều khi những điều được gửi tới lại mang tới những điều kỳ lạ. Và cuộc đời không chỉ là những chuyến đi mà còn là những món quà trên cái hành trình đó. Và việc của chúng ta chỉ cần bước tới, mở ra, dám đặt tương lai vào tay Chúa và cứ thế bước đi, bước đi. Và nếu bạn muốn chia sẻ những tâm tình và nỗi niềm của mình với các bạn khác, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com và nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.